từ 300 cây nhất chi mai đầu tiên được đưa về trồng thử nghiệm trên diện tích đất đồi của gia đình. Đến nay, anh Tạ Duy Hưng đã mở rộng được một vườn nhất chi mai lên tới 4.000 cây. Do đặc thù là cây cảnh, lại được cung ứng ra thị trường vào đúng dịp Tết, nên tùy theo kiểu dáng và tuổi của cây, một cây nhất chi mai có thể có giá lên đến hàng chục triệu đồng. Năm nay tôi chỉ dự tính cái sản phẩm của tôi 4.000, thì tôi chỉ đưa ra thị trường khoảng 2.500. Tôi đảm bảo cái đầu ra như thế là năm nay của tôi sẽ bán được hết cái chỗ 2.500 cây đấy và sẽ đem lại thu nhập cho gia đình thì cơ bản là ổn định. Tiên phong đi đầu và thực hiện là khi làm được thì mới tuyên truyền phổ biến cho các chi hội của mình. Tôi đã chia sẻ cái kinh nghiệm từ tôi mà ra và sẽ chia sẻ làm sao cái kinh nghiệm từ cái chăm sóc, từ cái cây chăm bón và từ cái thuốc men để cho đem lại cái hiệu quả cao nhất cho hội viên của mình. Từ mô hình kinh tế của anh Hưng, hiện trên địa bàn xã Tà Phìn đã có gần 40 hộ phát triển kinh tế theo mô hình này, với diện tích lên tới gần 5 hectare. Cây nhất chi mai đã thật sự trở thành loại cây hàng hóa ở địa phương, góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân của người dân ở Tà Phìn lên 39.500.000 đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 16,8% theo chuẩn nghèo mới. Là một người rất là năng động, sáng tạo. Và ở đây thì cụ thể anh là một người đi đầu trong cái công tác tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân thực hiện cái công tác xóa đói giảm nghèo. Thì cụ thể ở đây thì anh đã người đi đầu là trồng các cái cây có giá trị kinh tế cao tại địa phương. Hiện nay anh đang làm đó là cây đào phai, cây đào thất thốn và cây nhất chi mai. Thế thì trong những cái cây này thì nó sẽ đem lại một cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con nhân dân. Với tinh thần tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, hiện anh Tạ Duy Hưng đang tiếp tục thử nghiệm và phát triển diện tích trồng đào thất thốn và cây mộc lan để nếu thành công sẽ hỗ trợ người dân nhân rộng.